Chả may mà trúng pháo thì là cũng không chống được đúng không anh? Trúng pháo thì tổ quốc gọi về về có sao đâu. Sắp lại đến đỉnh rồi. Trở lại đến đây. Đây là cái đường quân sự nó ngày xưa thì tính mình hay gọi là đường tăng, nhưng thực ra mà nói là đường quân sự đấy. Nó san bằng để xe tăng nó chạy nhiều. Xe tăng nó có lên đây đâu. Nó chủ yếu là xe vận tải. Tăng lên nhanh. Nó chở cái dốc này hết dốc. Nó chở vũ khí và hậu cần lên. Chở lính lên. Qua dốc này là để trên bay đó bác. Ừ. Qua cái dốc là đến sân bay hả? Dạ. Sân bay Phú Viên đấy. Thăm VL19 chở hàng hóa. Sân bay Giá Chiến. Rồi ok, ngon lên. Đây là đỉnh như đây hả? Dạ không, đây là một sân bay. Đỉnh đấy đấy. Đỉnh mình nhìn thẳng bên đây bác. Đó, đỉnh trước mặt mình đó. Bây giờ cái cậu ùi tròn tròn. Bây giờ mình sang đấy rồi. Dạ, bên đây. Bên trước trái. Là mình đang trẻ qua đường rồi ra. Dạ không được, đường này đi không được. Cái này là chẳng có cái ùi lên đỏ thôi, lên đỏ lên đường cùn. Cả nhà tí có dám ngồi trên xe để đi lên không? Đi bình thường. Em nhìn thấy em thấy hơi sợ. Đi cái đường vừa rồi giống thế đấy. Giống cái kia hả? Giống cái kia hơn đấy. Đường bên kia kín lắm. Đường bên kia kín lắm. Em say sưa trong người lắm. Giờ đấy đến của ta đây rồi. Đấy, đường núi 3000. Đây là núi bay. Giang tay núi lại biên sao. Đây. Ta đi từ đồng hoang vu. Sao lại chỉ đang đây đi. Đúng rồi, nó làm sao mày đang. Con đầu là đỉnh cao bây giờ cái thùng bao la. Đấy đó. Ờ mẹ đường rồi lên nó rộng chưa? Bây giờ mình chạy men sang phía này, đi men phía đây nhé. Mình sẽ trái là đi thẳng. Đi thẳng mình. Đi thẳng lên đổi lên dốc. Chứ còn đây là cái dốc này cao, dốc lên đỉnh là cao này. Đấy, cái dốc này là cao. Lên được mà. Cái dốc này cao. Dạ. Lên được không? Mà chạy đường dưới này dễ hơn. Đi đường nào? Đi đường dưới này. Đi đường bên này dễ. Đây là cháu nó bảo đi bên phải thì dễ hơn. Đi đây lại. Đi đường kia vẫn đi được đi. Dạ vẫn đi được. Anh cứ đi đường dưới mà đi. Đi này là cái xe này là lên được cái gì đâu. Em thôi. Xuống lên vừa tư. Thôi được. Anh cứ đi theo cháu nó bảo đi, cho an toàn. Đường này thì không phải mình đi xuống đó, mình đi vòng thôi chứ không phải đi xuống, mình đi vòng. Vòng quanh cái chân này. Nó gọi là vòng xoắn ốc. Nó hạ độ cao. Nó hạ cái độ cao. Đây này, hồi trước là bọn em lên đường đây này. Dạ đúng rồi. Ta mà đi đường tao nhớ, đến đây là tao nhớ. Quay rồi đây này. Đấy, chưa em bò đi lên này. Đầu tiên mình đi đường đây. Thời gian sau này con đã Bắc Hiên lên là có một thời gian mình đi đường đâu đây. Ừ. Bây giờ cái đường đâu này cũng đi được nữa rồi là mình đường lại đường này thôi là chịu rồi. Đường này xuống này. Lúc con đi lên xe máy con đi lên đường này, cho con thấy đường xấu quá con phải đi đường bên kia. Con đi tìm đường. Đường vừa rồi đi quá. Quấn con tìm đường. Đường vừa rồi là đi được. Phi giỏi quá. Chất. Hả? Phi giỏi quá. Thế là chủ động ấy. Cái này chỉ còn khoảng được 5% mới đợt trước. Mẹ trước thì kinh. Trước thì sợ luôn, nhiều lúc có 3 bánh. Ba bánh nhiều có lúc là phải xuống thì kê mẹ. Thế là các anh cũng thần kinh vững ấy chứ nhỉ? Gọi là thần kinh thép. Em xem trong cái video em thấy nhột. Đi này là sướng lắm rồi, giờ sướng. Mẹ đường đấy đi hết rồi đâu. Đi mà ngang gầm sáng. Đây người ta đi hết rồi đó. Bây giờ bạt cả đường lên bạt rồi anh Tuấn ạ. Cách đây mấy năm bạt rồi này. Đây này, trong cái dừa cũng có tạt thịt mà bây giờ lấy lái này. Trong cái ngay dừa đường luôn. Tạt thịt đó. Chặt đi nha. Dạ, tạt thịt lấy lái. Tiết kiệm mà, đúng không? Không. Bởi vì đến nỗi mà mấy cái cây trong sọt quả là có nhu hết. Đúng rồi, nhu đi. Có xin đôi mà mấy ta vào trong cặn là có nhu. Được. Mình lại bảo là mình nhu thôi. Đây này phải hai mấy cây. Dạ. Đây anh 19 cây 2. Thế 20 cây. Đó, là 20 cây. 20 cây là từ nhà Phi đi. Dạ. Phi đấy. Mình phải tính từ rừng thôi.
ai lại tính nạc cái sấn lẫn lộn. Tính là Phi nó bắt đầu dừng đấy, đi sau La Vang là dừng luôn em. Tính đường đèo ấy anh. Đường đèo gì có tính cái đường này này, tính cái đường này xem nó bao nhiêu đường, bao nhiêu cây. Đi ô tô mà lên dốc em không sợ bằng xuống dốc. Xuống dốc phải lên dốc thì anh thì quen. Này bây giờ lên dốc là lên đỉnh đấy. Đây. Quá, mình lên đỉnh mình quá bên miếu. Đây là lên miếu. Đây là lên cái cái yên ngựa ấy anh. Tắm mệt nó ok rồi. Không lên đỉnh. Sao lại miếu đấy? Đi lên đỉnh thôi, đi bộ lên được anh. Chút tí em lao lên được. Cô lên đỉnh cái đỉnh nào cũng quay đẹp lắm. Phải lên đỉnh. Quay tròn thấy tất cả rồi. Để miếu đấy, miếu đấy. Đâu miếu đâu. Đó, nhiều bên đại đại trong miếu đó. À, wow, đẹp quá. Thế là mình cũng suýt đỉnh như còn gì. Nhưng mà cái miếu này là xây ở yên ngựa đúng không? Yên ngựa mà anh. Mà anh. Chứ kia kia đỉnh đây. Khu vực giao tranh ấy. Thì cũng đem cô đi coi mấy cái mồm đỏ ngay chứ để mà nó phẩm như đây ông. Mồm đỏ đây. Tôi đánh bên này, đánh bên này chứ. Tôi bên này. Đây, bên này. Vì không đang nói bọn ngụy thì nằm toàn là cái đỉnh cao nhất đẹp nhất. Ăn đụng đến thấy mình bắn AK đến thằng mẹ ta đưa đồ xuống chú ở dưới này, đánh cái này đánh đang nhân này. Dưới này. Đánh lên. Đưa đồ lại tí lúc về em sẽ đưa qua đi. Nhiều bạn chốn lái này mà bây giờ mới hôm tắm hôm bây giờ. Đây một đề đây. Đúng à. Ai chồng? Có đông. Wow. Vậy là chúng ta đã lên đến yên ngựa của động Ông Do. Và cũng như những cái núi khác thì động Ông Do cũng có hai mỏm, mỏm A và mỏm B. Tôi cũng chưa biết đâu là mỏm A, đâu là mỏm B, chắc cái mỏm cao hơn là mỏm A. Oh, rồi xin cảm ơn. Tuấn ơi, đây là yên ngựa. Nó là bắt đầu của cốt mỏm B luôn. Hả? Nó cả cái giải mỏm B luôn. Mỏm B đây. Ừ. Mỏm A đâu? Bên này. Đấy. À, mỏm A bên này. Và tí nữa em lên đỉnh mỏm A cho anh. Đấy, chốc nó phải lên đỉnh. Là cái cây cái đây là cháu chồng, cái này anh chồng. Cái cây bồ đề mà các bạn nhìn thấy trong cái clip ấy thì là bây giờ nó đã tốt và sum xuê như thế này rồi. Cái cây hương, à, cái bia đá đặt hồi nọ thì bây giờ nó thành một cái nhà như thế này rồi. Một chữ Tâm. Wow, cái cây vạn tuế này hỏng mất một bên. Cây bên này hỏng nhưng mà đang mọc cây con anh ạ. Đang lên mấy cây con liền ấy. Hay nhỉ. Và đây là cái tấm bia mà các cựu chiến binh của sư đoàn. Có mang ở đâu đâu nhỉ? Sư đoàn 304. Họ đã trở lên đây. Cái tấm bia đá ở núi Nhồi nặng tới 5 tạ. Bia tưởng niệm các đồng đội đã hy sinh anh dũng trong cuộc chống Mỹ cứu nước tại điểm cao động Ông Do và 105. Lập bia, Hội cựu chiến binh sư đoàn 304 nhập ngũ tháng 5 1972, thành phố Thanh Hóa, chiến đấu tại đây. Và anh Phạm Văn Tuấn, cựu chiến binh của sư đoàn 304, tôi toàn thấy lưng. Kia là anh Nguyễn Đức Hiền. Ở đây thì có một người tôi rất là muốn giới thiệu với các bạn. Và chúng ta sẽ có một cái video riêng. Đấy là cháu Phi, người dân ở đây. Người trông coi cái ngôi miếu nhỏ này. Xây dựng. Trông coi và xây dựng. Xây dựng và trông coi. Vâng, xây dựng và trông coi. Còn người đang quay phim kia là cựu chiến binh sư đoàn 304 Tô Mạnh Hào, cựu chiến binh của trung đoàn số 6.
thấp nhắn như cái mình đấy. Con gì đâu nắm, con gì con vừa buông vẻ, con thấp nhắn như mình đấy. Cái gì ấy? Nhưng mà em thấy mấy cái cây mà nó gần tường này sau là nó sẽ dạn tường đấy, dễ nó. Vâng. Sau này cả cứ to dần này. Thế là cứ to dần này. Vâng. Chỗ nhô cao lên đấy á. Cái chỗ cái phổi bằng đó, tính này đầu tiên đấy, cái chỗ khuôn đất đấy. Tính là làm cái nhà để nghỉ ở đấy. Tức là người ta lên, người ta thắp hương, người ta quan chỗ người ta nghỉ. Trên này cái này là do anh em sư đoàn 34 mình. Đấy anh anh lên trên này có chữ này anh. Rồi đây anh. Đấy, có cả rồi. Đâu? Đây anh. Các ông anh đi với tôi nhé. Thường một ông thì có máy ảnh và rất chăm chỉ chụp ảnh. Một ông thì rất chăm chỉ quay phim. Và không biết là anh ấy đang phát trực tiếp hay là đang live stream. Ở đây có hai bát hương hơi lạ ấy nhỉ. Tại sao? Anh ơi em muốn hỏi sao có hai cái bát hương, cái để đằng sau là sao? Cái sau là đi cùng với cái này lên, cái sau là tôn cái nữa đặt. Cái bát này á, là lúc mà con xây cái đấy á, là bây giờ con có hỏi qua một số người là cái bát này là bát của thổ công, là phải nằm ở sau, bát thổ công thổ địa. Có nghĩa là bây giờ mình phải thắp cả hai. Bây giờ mình thắp ở trên này là thắp ba cây, còn cái thân ba là má một. Bây giờ các cái bóng linh là bây giờ mình thắp lý chúng ở đây. Dạ, còn ở đây là lữ mình khánh, còn lữ này là lữ chúng, lữ hội đồng. Dạ, con đấy là lữ lấy... đất... rất là gọi đất lề quê thói đúng không cả nhà. Nhất là chuyện của cây đa, còn cây hai cây bồ đề đẹp quá, hai cây bồ đề đẹp. Cây này là Hiền trồng và cây này bọn em cứ ba bốn người một cây mà. Bốn người trồng cây, nhưng mà em là cứ chân thả xuống cây. Wow, đây rồi. Cuối cùng thì tôi cũng dạ, đây là hào đây ạ. Đây là hầm đấy. À hầm đấy hả? Hầm của chỗ anh nằm đấy à? Chiến đấu quá. Anh. Từ. Ốc ở cái chiền đó là chiền đây này. Đấy, tôi nằm ở một trong bốn cái chiền này, bốn này. Vì nhìn đây rất rõ. Đấy. Ông ạ, nhá, tôi nằm trong bốn trong đỉnh này. Đấy ra, đi xuống đây. Trong cái đó nó chừa cái chỗ này ra. Chừa cái điểm B của ông. Đây rồi. Tôi nhớ tôi nằm một trong bốn điểm này. Đấy. Mà nhưng mà nằm mặt bên kia. Chứ không phải mặt bên này. Vì sao nằm mặt này lỗ? Đấy. Này, cái là phó biển nó bắn được không? Có biển bắn được vào đây, nó bắn vào chúng tôi chưa đây. Thế cái gì? Nó chỉ điểm rồi. Chúng tôi đang đứng ở trên. Hồi xưa là lúc đơn vị anh ấy Yến ấy, là anh chỉ nhớ mang máng là nằm một trong bốn cái điểm cái đồi này. Bốn cái đồi song song đấy. Lươn lươn giống như là con. Anh lên đồi này là anh đã nhìn thấy hai cái mỏm AB này rồi. Dạ. Hồi anh Hào là bên thông tin của trung đoàn 66. Trung đoàn 66 còn anh Tuấn là đại đội. Trung đoàn đại đội 10. Đại đội 10. Tiểu đoàn 6, trung đoàn 24. Đúng rồi. Sư 304. Còn sư đoàn là lính bộ binh. Còn tiểu đoàn 9 của 304 của trung đoàn 66 thì nằm ở dưới đấy, nằm hồi đấy. Tiểu đoàn 9 đấy. Ông anh Cai làm tiểu đoàn trưởng. Anh trước mặt các bạn là tôi đi cùng với anh Cai mà. Rồi tôi là thủ trưởng tiểu đoàn, tôi là thủ trưởng Trăm, người Đông Sơn. Người Đông Tân. Phía này là nhìn về đâu đây anh? Đây là nhìn xuống phía khu vực dưới Đông Hà đấy. Đây là nếu mình hướng này là mình nhìn trách xuống dưới phải là Đông Hà, nhìn xuống Đông Hà. Đấy. Tức là đây là mình đang hướng Bắc đấy. Đây là đang hướng Nam. Trên này đây là mình quay về Đông Nam này. À đây lại là Đông Nam. Đúng không? Thế mình lại ở bên này à? Mình lại ở Nam Sườn hay nhỉ? Anh Tuấn ơi. Đó thì bởi vì là còn qua cái động do bên kia nó còn 105. Bên này là 367. Mình
các cứ điểm này gần như mình gài răng được nhau. Mình có nhìn thấy cái 105 không anh? 105 mình đi qua rồi. Không, nhưng ở đây này có nhìn thấy không? Không thấy hả anh? Ờ, và mình đứng ở cái mỏm B là mình bị thấp rồi. Tí nữa mình lên mỏm A là thấy đúng không anh? Ừ. Vâng. Thưa quý vị và các đây bạn, nhá. Chúng tôi đây đang là hướng Bắc này. Vâng. Ừ. Đây là hướng Đông này. Hướng Đông này là nhìn ra nó gọi đúng là nhìn về phía Đông Hà này. Ừ. Thì mấy cái cột đấy. Còn đây là phía Tây. Đây là hướng Đông Hà, có nghĩa là hướng đây gì? Ừ. Hướng Đông Nam đúng không anh? Đây là hướng Đông Nam đúng không anh? Nam đây. Nam đây, Nam đây, Nam đây đấy. Nam đây. Trung trung điệp điệp rừng. Vâng. Rồi em hỏi anh một tí nhá. Ờ vâng, xin chào anh Tuấn. Anh Tuấn ơi, đây là lần thứ bao nhiêu anh quay trở lại trận địa của anh ấy? Mình lên lại đây độ khoảng rồi tính thì nhiều lắm, khoảng 18-20 lần. Từ bao giờ anh? Từ 2005. Từ năm 2005 thì các anh đến đây, có phải anh là một trong những người đầu tiên mà đặt cái bia đá ở đấy không anh? Không, đầu tiên là phải là anh Lê Viết Minh và anh Nguyễn Đức Hiền. Dạ. Hai anh ấy sau khi mà bọn mình thành lập cái hội cựu chiến binh lính và anh em mình ở thành phố Thanh Hóa thì là hai anh ấy nhập ngũ được tháng 5 quyết định sẽ thành lập một cái đội đó và sẽ đưa anh em vào quay lại chiến trường. Dạ. Thì 2005 là bọn mình là anh Hiền với anh Minh là anh tiền trạm. Anh tiền trạm là đi vào đây hối khổ lắm nhá, giờ không như giờ có đường đi. Thế là lên đây đến 2008 thì quyết định là mò mẫm lên đây làm, sẽ làm một cái miếu thờ đồng đội. Lúc đó làm gì có đá gì đâu. Thế là phải đi qua suối, những dòng suối rồi thuê xe tải, thuê cái xe mà xe trong này người ta sẽ hay đi rừng á. Buộc xích vào bánh rồi là lấy đá từ suối rồi đưa lên trên này xây. Dạ. Mà đến 200 người thì bắt đầu là xây xong trọn vẹn. Từ đây này. Anh ơi, ngày xưa mình với anh Minh lên đây là phải 7-8 lần. Có năm mà đang xây dựng. Dạ. Mình với Lê Viết Minh là con người tâm huyết. Còn người đầu tiên là phải nói là anh Lê Viết Minh và anh Nguyễn Đức Hiển. Dạ. Người có công nhất. Anh ơi, cái đường mà cái ô tô đang đỗ ngày xưa nó có không? Là có con đường tăng đấy. À, chính là con đường tăng ngày xưa đấy à? Thế là ngày xưa thì cái mỏm bên nó cũng xẻ đôi ra như thế này. Không, à, đúng rồi. Nhưng mà nó còn cao đây, là giờ là người ta cháy nó, người ta phải hạ thấp đấy. À. Ngày xưa đường vắt qua mà tất cả các cái đỉnh mỏm B, mỏm C, mỏm A là tất cả đây này, em nhìn thấy. Đường tăng nó vắt ngang đấy. Đấy, đều đường vắt ngang đấy, như đường thế tăng kia vắt hết. Ngang hết. Vâng. Tất cả các cao điểm đều là đường tăng vắt ngang hết. Đấy là mỏm A. Ngày xưa mỏm A là mình giữ hay địch giữ anh? địch giữ còn mỏm B là mình cao nhất lắm, nhưng tức là bên này là mình ở đây chặn nó lại để cho cái viện quy thế này là họ đưa thương binh ra. Vậy thì em đoán là có phải cái nơi mà có cái miếu bây giờ ấy, chính là cái khủng khoảng đấy. Vâng. Là cái nơi giao tranh dữ dội đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Anh Tuấn ở đây bao lâu anh? Mình ở hơn một tháng. Anh nằm chỗ nào đấy vừa mới đây chỗ đúng cái chân máy đấy. Vâng. À, đây trước là nó là cái hầm đúng không anh? Anh ơi, hầm ngày xưa mình có mái không anh? Hầm có nắp không? Mái làm bằng những cái gỗ, cây xanh. Nó vâng. Là cái đòn nóc của nó là khoảng 15 phân. Vâng. Còn cái phần lợp, cái hầm chữ A đó. Vâng. À, là hầm chữ A. Ừ. Vâng. Xong có đắp đất lên không anh? Đất lên là lộ chứ. À, tức là vừa hầm lại còn vừa phải ngụy trang. Ngụy trang, bởi vì lúc đó là súng đạn mình nhiều lắm. Nếu mà như thế thì chả may mà trúng pháo thì là cũng không chống được đúng không anh? À, trúng pháo thì tổ quốc gọi về về có sao đâu. À vâng, dạ. À, đây là cái, các bạn có thể nhìn thấy là cái di tích của cái hầm ngày xưa. Dạ. Anh Minh ơi, thế cái ngày em nghe hình, à anh Tuấn, em nghe hình như là cái khi mà anh Tuấn rời khỏi trận địa thì cũng không phải là thay quân mà chính là cái cuối cùng của mình rút khỏi đấy, anh là người cuối cùng đúng không ạ? Đúng ra là chỉ còn 3 người. Dạ. Có anh Nguyễn Văn Luyến lúc là anh người Quảng Sương Thanh Hóa, anh người Quảng Phú sao? Thiếu úy. Với anh Trịnh Văn Đởn là chuẩn úy người Quảng Châu. Vâng. Và mình. Anh là gì úy ạ? Không, mình lúc là hạ sĩ quan. Lúc là mình là hạ sĩ quan nên mình là lính. Dạ. Đấy là có 3 anh em, đúng là có 3 anh em ở Thanh Hóa. Thì bổ sung xong là gần như là anh em thì bổ sung tối rồi nhưng mà sáng mai chả thấy ăn rồi. Dạ. Có 3 ông Thanh Hóa cứ thế là bám trụ lại thôi. Một tháng anh ở đây thì khi vào đông không anh? Hay là cũng cứ bổ sung thế? Vẫn cứ bổ sung đấy, cứ lẻ tẻ bổ sung đấy. Dạ. Người nào chịu được thì chịu. Sau đó thì cái ngày cuối cùng thì là mấy anh em ra. Ừ, được lệnh rút thì
được lệnh mặt trận cho rút. Cho rút thì bắt đầu rút. Thôi cực khổ lắm. Buổi tối thì 7 giờ tối thì mang lên cho được 6 nắm cơm với anh 120 nắm. 8 giờ bắt đầu ăn tối, ăn bữa một nắm cơm với tí muối. Với 11 giờ trưa mai là ăn lắm, đói lắm. Rồi mà sức khỏe trẻ đó. Còn hầm hào á, ngang nước. Đây, mặc dù cao thôi. Trên này mà cũng ngập nước. Mưa, vâng. Hồi bắt đầu mưa, vào tháng 10 là bắt đầu mưa. Ồ. Nước là cứ ngang người. Hắc Lào á thì là cứ đầy người. Hắc Lào đang hắc hào là to, là trong bao nhiêu hắc lào nhỏ. Thế nhưng mà hồi khỏe lắm. Còn lâu tàu bay, tàu ấy thì đi xuống đây. Bởi trên này là pháo khoan, pháo ục nó bắn từ biển, nó bắn vào. Từ biển nó bắn vào thì nhìn thấy pháo. Nó bắn vào đây này, nó bắn vào đúng cái mặt trận của mình, vào trận điện mình này. Thế thì là không có rau ăn thì là phải chạy xuống kia. Bắt đầu đi xuống suối, đi xuống các khe suối này, sâu, đi hái rau tàu bay. Sim nhiều lắm nhé. Đây mình đang đứng cạnh cái bụi sim. Đây là một... À đây là cây mua. À đây là cây sim. Đây quả sim chín rồi đây. Vâng. Em lên biên giới phía Bắc chào cây sim nào. Đây sim đây, rất nhiều quả. Đấy rồi, vâng. Anh em nhà mình đây. Luôn luôn hưởng thụ sim. Vâng. Còn hiện nay là có anh Luyến vẫn còn. Anh dạ. Luyến thì lúc anh đi trung tá thì anh về. Dạ. Còn lúc tiểu đoàn trưởng mình là thủ trưởng Trăm thì hiện nay cũng đang ở Đông Tân, thành phố Thanh Hóa. À đấy ạ. Đấy. Anh ơi, cái thời gian anh ở đây ấy, hơn một tháng như thế thì có cái trận nào mà nó ác liệt nhất mà anh nhớ không? Bởi vì là chỉ có chốt giữ thôi cho nên mà nó chỉ dùng pháo cho nó không dùng bộ binh với mình. Vì nó biết là có mình chốt trên đây rồi, thường thường là nó chỉ phát hiện ra là tối nó gọi pháo đến. Đấy, rồi là gọi B-52 giải thế thôi. Có bao giờ anh gặp nó thấy phát hiện ra nó sang nó trinh sát thế là? Cái đó thì là có lẽ là gặp thường xuyên. Bởi vì là những người lính họ cũng như mình thực hiện nghĩa vụ thế thôi. Gặp nhiều chứ. Đấy, cuộc chiến thì có thế thôi. Thông thường là mình ở trong cái hầm như này. Nhưng em nghĩ là để quan sát thì mình chắc phải có một cái chỗ khác chứ đúng không anh? Cái hầm này này. Mình được học thì ghê lắm nhưng mà thực tế vào đây thì chỉ có riêng cái hầm mình có 5 hầm nhưng mà mỗi anh mỗi hầm. Vâng. Máy 2 mát thì lúc đó là anh Luyến chậm là mình không có. Vâng. Trên trong hầm của mình là 2 khẩu, một khẩu 41, một khẩu 40, một khẩu RBD. Vâng. Một mình anh. Chạy á. Lưu đạn chày, lưu đạn mà cứ 2 quả 1 cần nếu mà thấp cái xếp từ dưới hầm cho đến ngang tầm người mình. Đấy, lưu đạn nhiều đến ngang tầm với. Đấy là này, tức là phóng viên nhìn thấy là ném là nó xuống ngay, ném là ngay. Bởi nó mà lên chốt là ném là ngay. Cứ nghe lịch kịch là ném. Ừ, không nghe lịch kịch biết. À, dạ. Bởi vì tối là nó chuẩn bị nó đánh, nó quanh chiếm lại cái mỏm B bọn mình đang đứng cái này. Vâng. Là tối là nó đào công sự. Nó sợ chết lắm. À, dạ. Như mình. Đào luôn dưới này anh hay là đào bên kia? Nó đào bên kia mà mình nhìn thấy. À. Nó phóng dù ánh sáng lên đó. À. Phóng dù lên đó. Tỏa sáng rồi bắt đầu là nó thấy mình biết hết, nó xây dựng mình biết nó đào á. Đánh bằng nó ngại mình phản công. Nó đánh bằng sức mạnh mạnh áp đảo. Lực là chính rồi. Vâng. Một mình cái hầm của anh, một người mà từng năm hầm mà lúc đó còn có 3 ông người Thanh Hóa thôi, là anh Luyến với lại anh Đỡ. Năm hầm có 3 ông còn có 3 người và mỗi ông ở trong một hầm có từng ý phải sử dụng từng ý thứ vũ khí khi cần đến. Ừ, thì vũ khí lúc đó thì nhiều lắm. Dạ. Mình là ăn cơm Bắc đánh đằng Nam, hồi đó nó như thế, tức là dạ. Miền Bắc ngay đây rồi. Dạ. Cung cấp nhiều lắm. Nhưng mà mình họ mang lên đây kiểu gì hả anh? Anh em gùi. Anh em mình gùi lên chứ. Dạ. Anh em chuẩn bị tập kết là anh em là lực lượng công binh ấy. Dạ. Họ có thường xuyên lên bổ sung không anh? Thì có nổ súng đâu mà bổ sung. À, ừ. Tức là... Thế còn cơm thì hàng ngày là cũng vẫn cơm mang lên. Chỉ có mong cơm tối 7 giờ tối họ lên. 7 giờ tối là... Dưới tiểu đoàn, dưới hậu cứ. Đây, hậu cứ mình nằm đâu anh? Đây, dưới đây. Dưới dòng suối đây, qua dòng suối sang bên kia. Tức là ngay cái đồi này của mình tụt xuống dưới là, qua là tới luôn. Qua bên kia cứ nằm ở xa xa. Vâng, anh em hỏi này, bây giờ mình nhìn thì nó bạt ngàn là màu xanh hết. Các núi màu xanh hết nhưng cũng còn lại những cái chỗ ngày mà nó không có cây kìa. Ngày xưa nó còn, đây là bắt đầu giờ sau giải phóng xong nó khoảng 20 năm, cách đây là khoảng 10 năm này bắt đầu họ giao đất rồi họ lên họ trồng. Vâng. Đây. Ngày xưa đây là rừng già cả. Dạ. Cái ngày mà anh quay trở lại đây ấy thì lúc đó nó đã có cây như bây giờ chưa?
bắt đầu nó trồng cây này này, trồng cây keo. Ừ, keo này. Vâng. Tức là quán rồi, quán dạ. Dân rồi. Lúc mình quay lại đây động do đang còn đỏ au. Giờ động động thì nhiều. Là tại sao gọi động ông do anh nghe đâu? Tên của địa phương người ta gọi. Vâng, gọi là chắc động nó ông đô. À, động đô bản đồ tiếng Tây. Ừ, động ông đô. Cho nên là đợt 2015 2005 vào đây hỏi động ông do họ không biết, họ bảo chỉ có động ông đô thôi. À. Chắc là nó phải có cái động ở đâu chứ anh? Không có động, nó cao điểm. Hay nhỉ, mà cao điểm lại gọi là cái đồi, theo anh nghĩ có lẽ là họ nói từ lái đấy, thì cái đồi đây là cái đồi không có động nhưng vẫn tên là động. Anh em mình vừa đi qua cả cái sân bay đấy, cả sân bay trực thăng đấy. Vâng. Sân bay quân sự nó mình coi như qua điệp trùng trùng kia mới vào được đến đây đấy. Ừ, nhiều nhưng mà đi ô tô đấy, đến từ tận La nơi. Vang lên đây là 20 cây đấy, dạ. 20 km mà giờ đường đi giờ nó cũng 20 cây từ La Vang. Ừ, trong đấy là điệp trùng trùng rừng. Vâng. À, em muốn hỏi anh là chắc là ngày xưa không có cây gì nó như thế kia, lúc mà bị bom phá này kia thì ôi nó... xưa là cây rừng nhiệt đới, cây to lắm. Vâng. Ừ. Xưa mình còn vào giao quân là giao ở động Cô Tiên. À. Nhưng mà đây người ta gọi là đồi, mình gọi là đồi chứ ở đây gọi là động Cô khi Tiên. Khi mà anh rút khi anh rút khỏi đây thì ở đây có còn cây không anh? Đã còn cây nhưng mà nó bị những hóa học á, nó trơ hết lá. Ừ. Đi rồi. Nó dùng pháo khoan, pháo ụt, pháo giàn, nó chơi xong đâu đó là bắt đầu nó đưa pháo học lên nó bắn. Dạ. Bắn và nó tập kết, nó bắn cả pháo giấy. Mình thêm nghe tiếng pháo nhiều đồi, chẳng hạn tí đi qua cho 105 132, cái sư 312 đánh bọn mình còn nhìn thấy cả bắn pháo giấy. Nhưng mà anh em lúc là nghe tiếng pháo nổ sợ quá vào hầm, nhưng thực tế nó bắn pháo giấy thì nó bắt đầu tập kết lên nó chiếm lại. À, thế là pháo giấy nó có từ thời Mỹ chứ không phải đến thời Tàu nó mới dùng. Bắt đầu rồi, pháo giấy rồi. À, thế ạ. Vì bắn em... nổ nhưng mà giấy. Vâng, đúng rồi, mình nghe pháo thì mình nấp dưới hầm. Vâng. Chúng hầm lúc mà bắt đầu ngừng pháo mình ra thì nó đứng ngay cửa. Vâng. Hầm rồi. Hết pháo hoặc là khi mà người ta pháo nó chuyển làn thì lúc đấy đúng là rồi, mình phải lên rồi. Theo lý thuyết. Ừ, thế rồi. Nhưng mà nó lại đánh đúng vào chỗ ấy, tức là nó lại làm cái pháo giấy. Ừ. Em tưởng là chỉ có một mình cái pháo ấy thôi. Vâng. Rồi em cảm ơn anh. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đây mời các bạn nhìn lại lần cuối cái hầm gọi là cái dấu tích trận địa đấy. Cái hầm của thế là có 5 hầm, đúng là có 5 năm cái hầm như thế này. 5 hầm mà lúc đó là chỉ có 3 ông thôi, 3 ông đấy, có 3 mình là 1, anh Nguyễn là 2, anh Đỡ là 3, thực tế là chốt có 3 hầm thôi. Vâng. Còn vũ khí thì nhiều lắm. Và đây chính là cái hầm của anh. Ừ, đây chính là hầm của anh. Còn mấy hầm bên kia còn không anh? Bên kia còn không anh? Bên mỏ bên kia còn không? Đấy thì cách ra bên kia vẫn có, nhưng mà thôi bên kia sang bên kia giờ người ta lấp và trồng keo. Không, ý em hỏi là hồi có đấy chứ. Cũng có. Ừ. Ba cái hầm mà còn người ấy thì là bên đấy có không? Có hả anh? Có chứ. Vâng. Hầm cũng có to lắm em. Đây là anh chặn ngay cạnh đường tăng luôn này. Đây là cái gọi là có thể hầm, gọi là hầm tiền tiêu. Anh Luyến anh làm cái hầm chỉ huy. Anh Luyến làm hầm chỉ huy sau chỉ này. Chỉ huy lại chỗ... chỗ anh Hào ngang vào ấy. Ừ. Vâng, chỗ sau cái cây con anh đây. Luyến vừa rồi cũng vào đó, cách đây 4 năm anh Luyến vào đây không? Anh em tên nghe tên anh Luyến quen. Nguyễn Văn Luyến. Vâng. Trung tá. À, hồi anh là thiếu úy mà thiếu úy 572 to lắm. Vâng. Sĩ quan này là to rồi. Thưa quý vị và các bạn, và như vậy là các bạn đã cùng với chúng tôi đến với cao điểm động ông Do. Vâng, một cái tên là động ông Do nhưng mà lại không có động, chỉ là những cái đồi đất. Vâng. Và nó gồm có 2 điểm. Chúng tôi đang đứng trên điểm A và nhìn hướng về điểm B. Quý vị và các bạn vừa nghe cựu chiến binh Phạm Văn Tuấn giới thiệu về trận địa của mình. Anh là một trong 3 chiến sĩ cuối cùng của sư đoàn 304 rút khỏi trận địa theo lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận B5. Bây giờ thì quý vị và cùng chúng tôi sẽ cùng lên tới cao điểm động ông Do. Lên đến mỏm A. Vâng, và từ mỏm A thì chúng ta sẽ quan sát khu vực chung quanh. Tôi mong anh em đồng đội lưu giữ bằng ở nơi bồng lai trên cảnh. Họ còn đang nằm tại nhưng mà vẫn còn bảng phất nơi tất cả các cứ điểm ở phía tây Quảng Trị. Mong không cầu một các anh, các chị, đồng đội chúng tôi đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị này luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an để hộ độ trì cho con cháu cũng như bạn bè anh em đồng đội, gia đình, nơi hậu cứ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Giờ cũng là giờ chia tay mặt anh em được vái với các vị bà và ông
Đứng vào đi. Vâng.